Sau khi vừa tốt nghiệp, tôi được nhận vào làm việc tại một công ty ở Tokyo. Đây là lần đầu tiên tôi phải sống một mình, rời xa gia đình và tất cả những gì quen thuộc. Mặc dù có đôi chút lo lắng, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng hưng phấn và mong đợi những trải nghiệm mới mẻ. Căn phòng tôi thuê khá nhỏ nhưng rất tiện nghi, đủ để tôi bắt đầu một cuộc sống độc lập. Ban ngày, tôi dành thời gian dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ, cố gắng làm cho không gian này trở nên thoải mái nhất có thể. Cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài khiến tôi chỉ muốn lên giường nghỉ ngơi. Và rồi, tôi ngủ quên mất, không để ý rằng buổi tối đã đến. Tuy nhiên, giữa đêm, khi tôi đang chìm vào giấc ngủ say, một âm thanh bất ngờ đánh thức tôi. Lúc đầu chỉ là những tiếng động mơ hồ, nhưng chúng ngày càng rõ ràng hơn. Tôi dụi mắt, lắng nghe và nhận ra rằng âm thanh đó đến từ phòng bên. Nghe có vẻ như vợ chồng nhà hàng xóm đang làm chuyện đó. Tôi không thể tin nổi. Tường ở đây mỏng đến mức không thể ngờ được, tôi có thể nghe thấy từng tiếng động một cách rõ ràng. Kết quả là, tôi không thể chợp mắt được nữa, những âm thanh cứ tiếp tục suốt đêm, làm tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bất lực. Sáng hôm sau, khi tôi đang ra ngoài mua đồ ăn sáng, tình cờ tôi bắt gặp anh chồng nhà hàng xóm đang vội vã rời khỏi nhà. Lúc đầu, tôi chỉ định tiến lại gần chào hỏi anh ấy một chút, nhưng bất ngờ thay, ngay sau đó, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ cửa. Cô ấy mỉm cười với tôi, khiến tôi không thể rời mắt. Và trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra điều mình không ngờ tới. Người phụ nữ xinh đẹp này chính là người mà tôi đã nghe thấy những tiếng ồn đêm qua. Cảm giác bối rối dâng lên trong tôi. Tôi chỉ kịp mỉm cười và chào lại cô ấy một cách lúng túng, rồi quay đi với một chút ngượng ngùng. Tối hôm đó, khi tôi đang ở một mình trong phòng, một lần nữa tôi lại nghe thấy âm thanh từ phòng bên vọng đến. Lần này, tôi cố gắng không để ý, nhưng những gì tôi nghe được lại làm tôi không thể dửng dưng. Cô vợ, trong lúc trò chuyện với chồng, có vẻ như đang gạ gẫm anh ta làm chuyện đó. Nhưng vì chồng cô ấy quá mệt mỏi, cô ấy đành lấy thuốc bổ để giúp anh ấy có thể chuẩn bị lâm trận. Những gì tôi nghe được khiến tôi không khỏi ngạc nhiên và cảm thấy hơi khó xử, nhưng tôi vẫn không thể dừng suy nghĩ về chuyện này. Ngày hôm sau, anh chồng nhà hàng xóm phải đi công tác 2 ngày, và tôi được cô vợ mời đến nhà dùng cơm. Cô ấy bảo đã chuẩn bị bữa tối đặc biệt và muốn tôi tham gia, cảm giác vừa hào hứng vừa có chút lo lắng, tôi nhận lời. Mọi thứ diễn ra khá thoải mái, cô ấy khéo léo và rất lịch sự. Khi cô ấy rót bia cho tôi, một cú sơ ý khiến bia văng ra và dính lên đũng quần của tôi. Cô ấy lập tức xin lỗi, vội vàng lấy khăn lau chỗ đó. Tuy nhiên, trong lúc đó, cô không nhận ra rằng hành động lau chùi vô tình khiến tôi cảm thấy khá bối rối. Cả hai chúng tôi đều im lặng một lúc, không biết phải nói gì. Khoảnh khắc đó như bị ai đóng băng, bầu không khí giữa chúng tôi trở nên lạ lẫm và ngượng ngùng. Một lúc sau, tôi không thể kiềm chế nổi cảm xúc nữa. Cảm giác căng thẳng, pha lẫn một chút mơ hồ, khiến tôi hành động theo bản năng. Tôi tiến lại gần ôm cô ấy, và trong một khoảnh khắc ngập ngừng, tôi nói, "Ê, chúng ta có thể đi xa hơn không?" Tôi không thể chịu đựng được nữa. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng không tránh né, dường như đang lặng lẽ suy nghĩ. Cả hai chúng tôi đứng đó, trong không gian yên lặng nhưng đầy sự căng thẳng. Cô ấy từ từ lên tiếng, "Ê, nếu anh muốn, tôi không biết phải nói sao, nhưng chúng ta cần hiểu rõ rằng đây không phải là chuyện đơn giản. Mọi thứ sẽ không thể quay lại như trước." Giọng cô ấy có phần trầm xuống, như thể đang suy xét một quyết định quan trọng. Với đôi mắt đượm buồn, cô ấy dẫn tôi vào phòng ngủ, như thể một phần của cô muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này. Cô nói, giọng hơi lo lắng, "Ê, chuyện này chỉ có chúng ta biết. Không ai khác phải biết. Đừng để điều này làm hỏng mọi thứ." Cả hai chúng tôi đều biết rằng điều này có thể thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa chúng tôi, nhưng có một điều gì đó khiến chúng tôi không thể quay lại nữa.